Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Ngô Trường An, nói thế cho nó nhanh. Tuy nhiên, anh Chi cũng xin phép quý vị là cho anh Chi được đổi một vài cái từ nhạy cảm ở trong bài viết này. Ví dụ như đổi chữ cờ hó thành nai đồng quê để vượt qua được cái kiểm duyệt vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng để bài viết của tác giả Ngô Trường An có thể đến được với quý khán giả nói vậy cho nó nhanh nha. Thằng cháu, nó chạy xe container xuất nhập hàng cho công ty ở Đà Nẵng. Khi thì chạy ra Hà Nội Hải Phòng, lúc thì chạy vô Sài Gòn Tây Nguyên. Hôm qua ngồi nhậu, nó hỏi mình, con đi nhiều nơi và biết chắc chắn rằng người dân miền Bắc họ thích ăn thịt nai đồng quê nhiều hơn các vùng miền khác. Cậu có biết tại sao họ lại thích thịt nai đồng quê hơn các loại thịt kia không? Anh chị xin nhắc lại, nai đồng quê tức là thịt cờ hó đó nha. À, nếu còn hỏi thì cậu trả lời theo suy nghĩ của riêng cậu nhưng không biết thực tế có đúng như thế không nha. Vấn đề là như vậy. Sau khi mà chia đôi đất nước năm 54 đó, người dân miền Nam muốn ăn thịt loại thịt nào hay là loại cá nào thì đều là hoàn toàn do sở thích của họ ha, miễn họ có tiền. Muốn ăn gì thì ăn, muốn ăn loại thịt nào cũng được. Còn miền Bắc thì dù có tiền cũng không thể chọn lựa được thực phẩm theo sở thích của mình. Bởi vì miền Bắc trong suốt từ năm 54 đến năm 86 đó, họ phải sống trong cái chế độ bao cấp. Mà chế độ bao cấp là gì? Đó là nhà nước quản lý, thu gom tất cả các mặt hàng rồi bán lại cho người dân theo chế độ tem phiếu. Mỗi hộ dân mỗi một tháng được mua bao nhiêu lạng thịt, bao nhiêu cân cá, bao nhiêu ký gạo. Tất cả đều có quy định hết đó bởi vậy ai có tiền cũng không có mua được nhiều và cũng không có dễ gì mà mua được cái thứ mình thích tuy là nhà nước quản lý tất tần tật từ mớ rau quả trứng ha, cho đến bò lợn trâu dê nhưng mà riêng cái giống nai đồng quê thì nhà nước không có quản lý bởi vậy nhà nào mà có nuôi nai đồng quê thì được quyền làm thịt được quyền mổ thịt ăn hoặc là mang ra chợ bán mà chẳng cần phải viết đơn xin xỏ các cấp chính quyền gì cả do đó thịt nai đồng quê vô tình là nguồn thực phẩm chính là dinh dưỡng bồi bổ cho cơ thể nhân dân miền bắc những cái đứa bé mà từ lúc nằm ở trong nôi cũng đã được ông bà bố mẹ cho ăn thịt nai đồng quê rồi cho nên lớn lên nó thành cái thói quen và từ cái thói quen đó nên thế hệ này tiếp nối thế hệ kia dần dần họ đều có thói quen giống nhau đơn giản là vậy để hiểu hơn về cái thời bao cấp ở miền Bắc đó, chúng ta hãy suy ngẫm mấy câu thơ của Nguyễn Chí Thiện trong cái tập Hoa địa ngục đi. Miếng thịt lợn trao ôi là vĩ đại, miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai, chanh muối cam đường lạc đổ gạo khoai, tất cả những gì người có thể nhai, đáng mó tới, tự nhiên thành vĩ đại. Chuyện có thật mà tưởng như thần thoại, mà tưởng như giấc mộng bi ai, riêng thịt nai đồng quê đáng không mó tới nên dân được tự do ăn thỏa thích tóm lại dân miền bắc thích ăn thịt nai đồng quê vì nhà nước không có quản lý nai đồng quê mà thật ra thì từ khi ông hồ đọc tuyên ngôn cho đến nay cái gì mà nhà nước không quản lý thì dân miền nào cũng thích nói thế thì cho nó nhanh quý vị nhớ nha nai đồng quê tức là cờ hó đó nha và thưa quý vị, một tác giả tên là Jenny viết trên trang đêm buồn chấm Việt Nam như sau. Với chúng ta đó, nai đồng quê là một giống động vật hết mực trung thành, thông minh, quan tâm đến chủ và không ai là không quý chúng. Chính bởi những cái nét tính cách đáng được tôn vinh ấy mà chúng đã xuất hiện nhiều lần không chỉ trong cuộc sống mà còn trên phim ảnh. 101 con chó đốm hay tiếng gọi nơi hoang dã, cuộc đời phi thường của chú chó Enzo, văn hóa dân gian ha tục chó đá giữ nhà tại Việt Nam Trung Quốc thiên cẩu trong văn hóa Nhật Bản cũng là các tác phẩm nghệ thuật cậu vàng trong lão hạt thể thao bơi chó khắp mọi nơi trên thế giới tất nhiên ta cũng không thể không kể đến những chú mèo dễ thương xinh xắn khiến cho những con sen phải ân cần hầu hạ vuốt lông mèo là giống vật nuôi rất dễ chăm và có địa vị rất cao trong văn hóa Ấn Độ và một số nước lân cận cũng như cờ hó đó cũng như những chú chó chúng đã đi vào đời sống bằng nhiều phương thức khác nhau tranh sân dầu đám cưới chuột ha mèo tom này mèo máy doraemon này trong các bộ phim hoạt hình con mèo đi hia trong chuyện cổ tích ấy vậy mà người bắc lại ăn thịt nai đồng quê và ăn miêu tức là ăn thịt con mèo điều đó có phải là quá mang rợ giả mang hay không mình sẽ giải đáp ngay sau đây hãy quay lại thời gian một chút nếu mà người miền Tây ăn thịt chuột một phần là do tại vì ở đó hay có lũ lụt, ruộng nương vườn tược mất trắng, không có cái ăn nên phải ăn thịt chuột để sống qua ngày, thì người Bắc cũng có cái lý do có phần tương tự như thế. Như chúng ta đã biết, chiến tranh với các nước lớn như Pháp, Mỹ đã để lại những hậu quả nặng nề cho chúng ta cả về vật chất và tinh thần. Trong thời gian kháng chiến, đặc biệt là những năm mà Mỹ dùng bom tàn phá hậu phương miền Bắc nhằm ngăn chặn chi viện cho chiến đấu ở miền Nam, thì việc chạy nạn đã như cơm bữa với người dân. Họ phải bỏ đồng, bỏ nhà đi lánh nạn và câu hỏi đặt ra rằng lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống. Nghĩ về trâu bò, chúng có hình thể to lớn, rất là khó để chui được vào hầm trú ẩn, nên khi Mỹ tự trên cao nhìn xuống sẽ dễ dàng phát hiện hơn nữa trâu bò thời ấy được quản lý bởi hợp tác xã bị cấm giết để phục vụ sản xuất nên mang theo và để chết trâu bò là lãng phí và người đó sẽ phải bồi thường thiệt hại cho chính con vật đó còn với gà vịt hay là con lợn con heo đặc tính của chúng là phải quản thúc người dân không thể có đủ thời gian để trói con gà bỏ vào gánh vào bị ha để mà sách theo hay là thòng dây để mà dắt chúng đi được một phần là do họ có nhiều thứ quan trọng hơn để mà mang ví dụ như gạo, nước, quần áo, tiền bạc. Bên cạnh đó, gà hay bới tìm sâu, vịt thì hay vầy ao và lợn thì hay lười, cho nên họ đành phải bỏ chúng lại. Không thể cứ chốc đi chốc ngừng, chờ gà tìm ăn, chờ con vịt nó bơi chán hay chờ con lợn nó bớt lười được, phải không nào? Và cuối cùng là hai ứng cử viên sáng giá nhất, Nai Đồng Quê và con Miêu. Xét tổng thể, con miêu hình dáng nhỏ, giết thịt còn chưa chắc đã đủ no cho hai người ăn, lại còn tốn thời gian nuôi lâu. Còn con nai đồng quê thì có thể lớn nhanh hơn, chúng lại hết mực trung thành, dễ dạy, dễ bảo, người đi đâu, nó sẽ lon ton chạy theo đó. Chính vì vậy nên cái cán cân đã nghiêng về nai đồng quê, loài có nhiều chỉ tiêu phù hợp hơn trong cái tình cảnh này. Do không còn lương thực, người dân đã giết thịt nai đồng quê và miêu để mà ăn. Dần dần, ngày càng nhiều món ăn được làm từ thịt nai đồng quê mang những hương vị đặc trưng khó cưỡng. Và cái việc ăn thịt nai đồng quê hay ăn con miêu cũng có thể coi là một phần trong văn hóa của người xứ Bắc. Một phần là Họ ăn vì tưởng nhớ những ngày gian khổ lam lũ, nghèo đói của chiến tranh, nhớ về những mùi vị thân thuộc trong gian bếp của mẹ, của ba, và một phần cũng là do quan niệm ăn thịt nai đồng quê giải đen, tức là giải xuôi vào cuối tháng của người dân. Thực chất thì cái quan niệm này hoàn toàn không có cơ sở khoa học, nhưng mà vẫn được rất nhiều người truyền tai và thực hiện. Theo đó thì thịt nai đồng quê, thịt con miêu cũng dần trở thành một món ăn khó cưỡng, món khoái khẩu của nhiều người chiến tranh đã qua đi nhưng số lượng nai đồng quê hay là miêu bị giết lấy thịt không những không giảm mà lại còn tăng mạnh. Ước tính là tại Việt Nam có đến 5 triệu con nai đồng quê và 1 triệu con miêu bị giết để lấy thịt mỗi năm. Và con số này đang không ngừng tăng lên. Ngoài ra, việc ăn thịt nai đồng quê hay là ăn con miêu sẽ làm tăng cao khả năng lây các cái bệnh truyền nhiễm từ động vật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng nên Đảng và nhà nước đã tích cực vận động để người dân hãy từ bỏ cái thói quen này đi. Nhưng mà anh chị dám chắc với quý vị luôn á, đảng viên sẽ vẫn tiếp tục ăn, còn ăn mạnh nữa là đằng khác. Đối với mình thì việc ăn thịt nai đồng quê hay ăn con miêu là hoàn toàn không cần thiết. Gia đình mình có thói quen là kỵ thịt đó, nhất là thịt nai đồng quê và miêu đấy. Bởi vì ngay từ nhỏ bố mẹ mình đã dạy rằng cuộc sống con người đã không còn khổ như trước thì cũng đừng làm khổ những con chó con mèo chúng có quyền được sống hơn hết may mắn không mỉm cười chỉ bởi vì bạn ăn thịt nai đồng quê mình thấy điều này là đúng nhưng mình cũng hoàn toàn không có quyền lên tiếng về những quan niệm hay tư tưởng liên quan đến chó mèo của người khác mình chỉ mong rằng chúng sẽ có cơ hội được sống chứ không chỉ là một giống loài sản xuất công nghiệp để đưa lên bàn ăn của con người vừa rồi là hai bài viết của tác giả ngô trường an và jenny anh chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh tâm thức việt ttv trước khi tạm biệt rất mong quý vị những ai có thói quen ăn thịt nai đồng quê và ăn thịt miêu ôi hãy suy nghĩ lại đi xin chào tạm biệt quý vị hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau